về ở với bên chồng. Có đi đâu thì đi cho tới nơi, về cho tới chốn. Bởi có câu một tiếng chào cao hơn cổ, và phần gai tam tùng xuất giá tùng phu. Chồng thương yêu cũng đừng tự đắc kiêu căng, chồng có tệ bạc cũng đừng có học thói vặn nài bè ống. Người đời người ta thường nói không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thắng một đàn mà đi. Trót sanh làm phận nữ nhi, giữ sao cho khỏi tiếng thị ti họ chê cười. Trong gia đạo phải kính nhường thuân thao, ngoài xóm giềng phải lui tới viếng thăm. Bà con xa không bằng lối xóm ở gần, khi tối lửa tắt đèn nên giúp đỡ. Con à, mẹ dặn con khi đi chợ có miếng ngon vật lạ phải tính toán làm sao cho vừa giá bên chồng. Trước có mẹ cha sao em chỉ no lòng, mỹ vị cao lương mà cơm khê canh mặn sao bằng rau cải ở trong vườn mà ngon miệng vừa ăn.